Điểm yếu của quỷ đỏ. Ngày xưa, tại một ngôi làng xa xôi bị ngăn cách với bên ngoài bởi con sông Hanzu, dân làng thường phải đi đường vòng qua núi. Đường xá vô cùng xa xôi, cách trở. Trong làng có một người thợ mộc rất lành nghề. Ông có một cậu con trai tên là Hizuko. Để dân làng đi lại thuận tiện hơn, người thợ mộc quyết tâm dựng một cây cầu chắc chắn bắc ngang qua sông. Chuyến này làm xong cây cầu, cho dân làng đỡ khổ rồi. Tất cả là nhờ có anh đấy. Có gì đáng kể đâu anh, mọi người đều chung sức làm mà. Ít lâu sau, cây cầu đã được hoàn thành. Dân làng ai cũng cảm kích bố con người thợ mộc tận tâm. Thế nhưng, niềm vui đó không kéo dài bao lâu. Huy rồi, tình yêu cầu sắp sập. Anh làm cầu kiểu gì mà để nước cuốn trôi không còn dấu tích? Cả chồng tôi cũng bị nước cuốn đi rồi. Tôi đã tính toán rất kỹ sức nước rồi. Nó không thể bị cuốn trôi dễ dàng như vậy. Anh ra sông mà xem còn có dấu tích cây cầu ở đó không? Anh làm được thì hãy làm, chứ đừng để chúng tôi hy sinh oan uổng. Không thể thanh minh cho mình, người thợ mộc tội nghiệp phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ phía dân làng. Ít lâu sau, bố Hizuko vì quá đau buồn nên đã lâm bệnh nặng. Hizuko, ba phải đi rồi. Hãy tiếp tục tìm tòi để làm được một cây cầu tốt hơn con nhé. Con nhớ rồi ba ơi. Sau khi ba mất đi, Hizuko vẫn tiếp tục nghiên cứu để hoàn thành công việc của ba cậu. Cây cầu của ba làm hoàn toàn có thể chịu được sức chảy của con sông này. Tại sao nó lại bị cuốn trôi mà không để lại dấu tích gì được nhỉ? Một ngày, cậu quá mệt mỏi vì công việc nên đã ngủ thiếp đi bên bờ sông. Cái gì thế này? Sao nước sông lại thành ra như thế? Còn có quỷ? Lâu rồi bọn chúng chẳng làm cầu nữa, để mình còn có cái để nghịch chơi. Thật là nhàm chán. Nó vừa nói gì? Chẳng lẽ cây cầu của ba là do nó phá hỏng? Kẻ nào? Ra là một con người. Ngươi đến số rồi. Chính ngươi đã phá tan cây cầu của cha ta phải không? Chính là ta thì sao nào? Ngươi làm gì được ta? Đã rơi vào tay ngươi thì ta cũng không mong được sống. Nhưng ta quyết không van xin ngươi đâu, con quỷ xấu xa. Ta sẽ lấy đi con mắt của ngươi, cho ngươi mãi mãi sống trong bóng tối. Ta thà chết chứ không để ngươi lợi dụng đôi mắt của ta làm thêm việc xấu. Lần đầu tiên ta gặp một con người gan dạ như ngươi đấy. Ta sẽ cho ngươi thời hạn một ngày. Đến đêm mai, dù ngươi có đang ở đâu, ta cũng sẽ đến lấy đôi mắt của ngươi. Dù suy nghĩ thế nào, Hizuko cũng không nghĩ ra cách gì để đối phó với con quỷ. Nếu mình trở về làng, có khi lại làm mọi người liên lụy. Chi bằng tự kết liễu tại đây, ít ra cũng không bị quỷ lợi dụng. Hizuko! Ba, là ba thật sao? Là ba đây, Hizuko. Bấy lâu nay ba vẫn luôn dõi theo con. Ba đã được thần linh mách bảo, chỉ cần con nói ra được tên của nó sẽ bị khuất phục và phải làm theo lời con. Tên của nó là gì hả ba? Điều này con phải tự tìm hiểu. Hizuko, hãy dũng cảm trở về và đối mặt với con quỷ nhé. Tên của con quỷ, mình nhất định phải nghĩ kế tìm ra. Người ngoan ngoãn đến nạp mạng đấy ư? Có mùi gì mà thơm thế nhỉ? Đây là rượu, một loại đồ uống thượng hạng của con người. Cho ta thử đi. Ta chưa từng uống thứ gì đã như vậy. Ta muốn uống thêm. Dù sao ta cũng sắp chết. Lâu lắm mới thấy vui thế này. Ta muốn uống tiếp. Thank you.
giọng ca vàng. Sau đây, tôi sẽ công bố giải cuộc thi giọng ca vàng của khu rừng chúng ta. Trước tiên, tôi xin công bố giải ba. Xin chúc mừng Vẹt. Xin mời Vẹt lên nhận giải. Ôi, sắp tới giải nhì rồi, hy vọng năm nay tớ với cậu sẽ đoạt giải. Tiếp theo, tôi xin công bố giải nhì. Thưa quý vị, cuộc thi năm nay có hai giải nhì. Giải nhì thuộc về hổ và sư tử. Xin mời hổ và sư tử lên nhận giải. Ở Xanh ơi, cậu nghĩ có khi nào tớ hoặc cậu sẽ đạt giải nhất không? Kìa kìa, bác voi đang công bố giải nhất đó. Giải nhất thuộc về họa mi. Công nhận họa mi hát hay thật đấy. Bạn ấy nhận giải nhất là đúng rồi. Thật là ngưỡng mộ bạn họa mi quá đi. Ở Xanh này, thật là chán nhỉ. Tới với cậu năm nào cũng đi thi mà không có được giải gì cả. Ồ, có khi sang năm tớ chẳng tham gia cuộc thi này nữa đâu trống choai ạ. Hai, tớ cũng vậy đấy, tớ thấy thật là xấu hổ quá đi. Này mặt trời ơi, mấy hôm nay chẳng thấy ếch xanh kêu báo hiệu cho tớ làm mưa mà nước ở nhà tớ đầy quá rồi. Ôi, tớ cũng vậy, chẳng thấy gà trống choai đánh thức làm tớ ngủ quên mấy hôm liền rồi đây này. Hay là gà trống và ếch xanh có chuyện gì nhỉ? Vậy thì chúng ta xuống thăm hai bạn ấy xem sao. Trống choai ơi, ếch xanh ơi. Này, trống choai, hình như có ai đó gọi chúng ta đấy, cậu ra đây mau đi. Thì ra là mặt trời và đám mây. Mặt trời, đám mây, chúng tớ ở đây. Gà trống choai, cả ếch xanh nữa, có chuyện gì mà mấy hôm nay không thấy các bạn cất tiếng hát? Không phải hai bạn đang ốm đấy chứ? Chúng tớ không ốm. Chuyện là chúng tớ vừa tham gia cuộc thi giọng ca vàng của khu rừng, nhưng chẳng ai được giải cả. Chúng tớ cảm thấy rất xấu hổ và không muốn hát nữa. Vì không được giải nên trống choai và ếch xanh xấu hổ không hát nữa hả? Bởi vì chẳng ai công nhận, chẳng ai khen giọng hát của chúng tớ cả. Các cậu thật là ngốc, các cậu không biết giọng hát của các cậu có ý nghĩa như thế nào đâu. Này nhé, nhờ có tiếng hát của trống choai vào sáng sớm tinh mơ mà mặt trời mới kịp thời tỉnh giấc để chiếu sáng, sưởi ấm cho muôn loài. Còn khi nghe tiếng hát của ếch xanh, tớ tha hồ làm những cơn mưa rào tưới nước cho các loài cây, còn cho hồ thêm nước nữa. Tớ, đám mây và tất cả cây cối, vạn vật đều thực sự coi giọng hát của trống choai và ếch xanh là giọng ca vàng trước lúc các bạn đi thi rồi. Vậy nên, các bạn hãy trân trọng và tự hào về giọng hát của mình nhé. Ôi, thế mà chúng tớ không biết, cứ tưởng không ai thích nghe chúng tớ hát. Cảm ơn mặt trời, cảm ơn đám mây đã tới thăm chúng tớ. Còn giúp chúng tớ nhận ra ý nghĩa giọng hát của mình nữa. Từ ngày mai, chúng tớ sẽ lại cất tiếng hát, phải không ếch xanh? Tớ đồng ý luôn, hay là chúng ta tập hát luôn từ bây giờ đi trống choai. Từ nay các bạn hãy trân trọng và yêu quý giọng hát của mình. Và đừng quên báo hiệu cho chúng tớ mỗi ngày nhé. Đến giờ chúng tớ phải về rồi, tạm biệt hai bạn. Tạm biệt mặt trời, tạm biệt đám mây. Anh ập, tạm biệt. Chị em gái. Bố mẹ ra đồng đây, hai chị em ở nhà thu vén mọi việc nhé. Xong chị Mận ra vườn cắt rau về nấu cám cho lợn ăn. Còn Na thì quét dọn nhà cửa vườn tược nhé. Dạ vâng ạ. Hôm nay bố đi bừa, chắc nhặt được cua đó. Gần trưa hai chị em ra cắt ít bạc hà. Trưa còn canh chua nha, nhớ chưa? Dạ rồi ạ. Na, em phải cho con đen ăn với chứ. Sao em cứ cho con tâm thể ăn hoài vậy? Con đen là của chị, kệ nó chứ. Em thật là... Mà sao giờ này vẫn chưa quét dọn gì thế?
Trưa bố mẹ về em sẽ bị đánh đòn. Chị! Nè, em đi cắt bạc hà đi, trưa còn nấu canh cua. Hả? Sao chị không đi cắt đi, cứ sai em thế. Chị nấu cơm rồi, em phải đi cắt bạc hà chứ còn gì nữa. Từ sáng đến giờ em chỉ mỗi việc là quét dọn. Còn chị phải làm bao nhiêu việc, còn tị nạnh gì nữa hả? Em không đi, chị đi mà cắt. Nè, đứng dậy đi, đi cắt bạc hà ngay, lừa nhát vừa thôi. Bướng hả? Đứng dậy ngay. Em không đi đây, chị đi mà cắt. Không đi này. Em ghét chị cũng ghét em, đồ lười nhác, hỗn láo. Mận, na, bỏ nhau ra. Lại đánh nhau, sao lúc nào cũng chồng chọc nhau thế hả? Tại em na không chịu làm gì cả, con đã nấu cơm, bảo em đi cắt bạc hà. Em ý không đi mà còn bướng. Chị Mận bắt nạt con. Chị em như thể tay chân, thế mà các con không biết yêu thương, nhường nhịn nhau, bố mẹ rất buồn. Từ nay hai đứa không được như thế nữa, nhớ chưa? Thôi, cây Mận vào làm cua với mẹ, còn Na đi xuống vườn cắt bạc hà, nhanh. Dạ vâng. Con Tam Thể sao cứ kêu hoài vậy thế nhỉ? Đúng rồi đó, nó bị làm sao vậy nhỉ? Chị thấy nó kêu từ 4 giờ sáng đến giờ á. Na, con vào xem con Tam Thể sao mà kêu suốt từ sáng đến giờ thế. Vâng ạ. Nó sao thế con? Xem nó bị đau ở đâu hay thế nào? Con nghĩ không phải nó đau đâu ạ. Chắc không thấy con đen đâu nên nó kêu đấy bố. Từ sáng đến giờ con không thấy con đen đâu. Đúng rồi ạ. Con đen đi đâu từ đêm qua rồi. Đêm qua trước khi đi ngủ, con tìm nó mà không thấy đâu. Thế à? Các con thử gọi nó xem con đen nó có về chưa. Em đi tìm trong nhà nhé. Chị ra ngoài vườn tìm nha. Mận ơi, Na ơi, không phải tìm nữa đâu con. Con đen về rồi nè. Ơi, con đen về rồi. Đen, mày đã đi đâu thế hả? Con Tâm Thể vui chưa kìa, chắc nó mong con đen lắm. Chúng rất yêu thương nhau phải không các con? Đúng rồi đó ba ơi. Con đen có gì ăn đều chia sẻ với con Tam Thể. Con Tam Thể cũng vậy. Chúng chẳng bao giờ cắn nhau cả. Các con này, các con thấy hai con mèo nhà mình yêu thương, quấn quýt nhau hơn hay là nhìn chúng gây gổ với nhau? À, tất nhiên là thấy chúng yêu thương nhau rồi ạ. Thấy chúng hòa thuận với nhau, các con có vui không? Có chứ ạ. Các con thấy đấy, mặc dù chúng chỉ là vật nuôi trong nhà, nhưng chúng ta sẽ rất vui và hài lòng khi nhìn thấy chúng hòa thuận với nhau. Ngược lại, nếu chúng hay gây gổ, chắc hẳn chúng ta rất đau đầu và cảm thấy buồn, đúng không các con? Vâng, đúng ạ. Còn các con là con của bố mẹ, những đứa trẻ mà bố mẹ đứt ruột đẻ ra. Các con có biết rằng, khi nhìn các con hay gây lộn, cãi cọ nhau, các con có biết bố mẹ đau lòng đến nhường nào không? Người ta vẫn thường nói, anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Với những bậc làm cha mẹ, điều khiến cha mẹ vui và mong muốn nhất ở các con chính là điều này. Bố ơi, chúng con hiểu rồi ạ. Từ nay, chúng con sẽ yêu thương, đùm bọc nhau. Sẽ không làm bố mẹ buồn nữa. Chúng con xin lỗi bố. Đúng rồi, ngoan lắm. Các con là bảo vật vô giá của bố mẹ. Bố mẹ yêu các con. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!